mình là Sam đây. Mình là Sina. Hôm nay hai chị em mình sẽ đi tàu điện ngầm. Hả? Tàu điện ngầm hả? Mình rất là thích đi tàu điện ngầm. Yes. Không phải tàu điện ngầm bình thường mà là tàu điện ngầm lúc 3 giờ sáng. Hả? Let's go. Wow. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, bây giờ tụi mình đã vào ở trong cái game gọi là đi tàu điện ngầm lúc 3 giờ sáng. Trượt cho chuối kìa. Rồi hết khôn, nào vô đó thật té vậy trời ơi. Vô uống quà, quà. Ai ăn vỏ chuối mà chọc cái đó vậy? Rồi đó ơi là trời, cái chỗ người ta sạch đẹp như vậy mà cũng vứt cái vỏ chuối đó đi, là không để ăn đồ là vứt lộn xộn hay không? Là vứt thùng rác không có công tâm. Bây giờ từ bây giờ đang đợi tàu tới đúng không? Bây giờ mình run quá, bây giờ mình đi uống miếng nước coi. Chọc chưa? Nước nó không bán lại, không có bán luôn trời. Mình chỉ có tiền không? Chỉ không có. Có tiền sợ đói. Trời ơi. Ủa chị nghe cái tàu. Ủa, có chiếc tàu kia đâu, kia thấy một người đứng đầu kia. Như là tàu sắp tới rồi các bạn ơi. Đây, trời ơi, đây. Em thấy có mấy cái hộp quà bí ẩn đúng không? Cái gì? Không vô không được. Kích tự coi. Nó chỉ đứng vô nó lắc chuông vậy đó. Nó lắc vậy đó. Trời ơi, mà tới là 3 giờ sáng nhiều người đi chứ ha. Mình thấy nó ế lắm chứ. Trời ơi, sao mình thấy cũng đông khách chứ đâu kể. Nè, à còn 1 phút nữa lận. 1 phút là tàu mới tới lận. Rồi để xem coi. Đi vòng tròn chơi. Đó, để xem coi. Nhà sách, nhà đồ. Nhà sách nè. Rồi nhà sách có gì hết trơn. Trời ơi. Có nhạc trong nữa. Đây. Cái gì mà cái nhà gì mà nó vắng tanh vậy đó. Toilet. Vô toilet nữ sửa soạn á. Rồi đó. Sao gương đen xì vậy? Đó. Đó, rửa tay rửa chân. Rồi giờ đi toilet cái. Đó. Ok, xong rồi. Trời ơi, chị ngồi xuống nó có đứa xả nước luôn em, nó xả nước cho chị luôn. Trời ơi, đúng là tự động quá. Ok. Toa tàu sắp tới rồi, toa tàu sắp tới rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cười. Em nói chuyện gì tôi không hiểu hết trơn, nghe em biết tàu luôn á. Nói tiếng người đi, nói tiếng gì không biết nữa, hai đợi. Tàu tới. Bay ba bay chút nha. Ủa đây, đây, trời ơi, đây, tàu tới, có gì vậy? Mở cửa, mở cửa. Tôi đi tàu. Ừ, trời, cái này đó. Đây. Rồi, chọn chỗ ngồi. Ngồi đây. Có ngồi gần cửa sổ xíu để mình nhìn mọi thứ chứ. Đâu. Chị ngồi chỗ mà không thấy gì trơn kìa. Đây, chỗ này, chỗ người nè. Đây. Ok. Đó, ngồi bên này nè. Đâu, đây. Rồi, đây, ngồi đây. Sao chị ngồi không được kìa, hello. Trời ơi. Đây, đó, ngắm view. Đẹp nha. Yeah. Có gì đâu mà kinh gì đúng không? Nghĩ sao vậy? Trời ơi. Chứ là đâu tàu. Ui, nhìn ra đang quay phía ngoài luôn em, nhìn nè. Trời ơi, nhìn ra ngoài cái xe luôn, trời ơi. Wow. Dữ vậy? Trời ơi. Đi vô.
Chị sẽ thử vô đi cái đầu này coi không đi đâu được nha. Đúng rồi, chị đứng được thôi. Giờ làm sao để cho nó không gọi là nó biến hình được ta, từ từ chứ đứng này được không? Ê đứng này được không? Không vô. Chị quay qua đi, nó có cái vòm kìa, kiểu gì chừng bị lướt xuống à. Từ từ chị đứng đây coi. Hay phải vô mới vô nó mới. À! Đi đi vậy. Từ từ. Chị thử coi. Đó. Được được xem ạ. Được. À! Mà đi trên cái tàu này lúc mà nó tới ga thì nó sẽ mất hết người luôn các bạn. Là cái tàu này đang thịt người hay sao vậy? Mày không biết là thấy bao nhiêu người vô là bất bấy vô á. Người ta vô nó mất hết. Từ từ mình thử nhìn ở ngoài con tàu của bạn có nó biến thành gì không. Từ từ chị thử coi, chị thử coi. Đây chị thử coi. Đây mình đang nhìn phía trước đó nè. Đó giờ đóng nè. Để xem qua rốt cuộc cái tàu này có gì không. Em cũng nghĩ vậy. Coi biến thành quái vật đây. Biến thành quái vật đây, cái tàu ngu ngốc kìa. Đây tôi nhìn coi, nhìn tôi canh nó nè. Để coi nó làm gì nè. Rồi rung 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 rồi, nó rung rồi nè. Trong tàu là chỉ có một mình thôi mà. Rồi để coi nó biến hình thành cái gì. Tôi canh. Quái vật không? Quái vật không? Ok, rồi là rất bình thường chứ có gì hết trơn. Đó, từ từ. Đây. Ủa, có người lái kìa. Ủa, có người lái kìa. Sao có người lái rồi? Ủa, ảo ta. Trời ơi, nửa đường không có người lái cái. Ủa gì là ma hả hay gì vậy? Không biết. Có chịu không? Chịu không được, chịu không được, có gì trơn á. Ờ, đúng rồi, gì đâu. Ê, sao tự nhiên dừng giữa đường vậy? Ê, từ từ, sao nó dừng vậy? Ờ, đang đi tiếp rồi, đang đi tiếp. Hả? Ủa, sao nó dừng vậy? Tàu ơi, sao mình dừng ngang vậy, tàu ơi? Ê, tàu ơi, hết pin hả? Tàu mình xịt pin hả? Tàu là phải đi chứ sao này đứng mặt ơi. Đang có điều gì đó bất ổn. Tàu điện ngầm là tàu phải luôn đi chứ nó dừng tại ga thì không thể nào nó dừng giữa đường được. 15 minutes later. Là toàn lava hết bạn ơi, nó khác
biệt nhất là cái tên này là nó là màu đỏ nên là cái gì nó cũng là lửa, nó nóng chảy gì đó. Yeah. Rồi, mình bắt qua từng cái gọi là miếng cục nham thạch. Trời ơi, mà nhìn cái người nó nhớ không? Người nó nhầy không có mảng xanh lè lét rồi. May mà tụi mình chưa bị tiêu hóa đó các bạn. Ôi bên này. Trời. Bị gai lava gọi là đâm bị luôn thấy chưa, nó khó lắm bạn, nhìn nè, gai lửa. Chứ gì thích nhảy xuống gai lửa vậy chị? Bị gọi là bị cái tên này nó thao túng dữ quá rồi, không bị tôi hút rồi. Em giúp chị đi, chị thấy khó quá nè. Trời, sao em từng em tôi giúp được cái này, mình ra cái này dễ mà ta. Đó, trời ơi, qua cái một luôn đó. Gà vậy trời ơi. Cái này là vô chắc tại vì con kia nó là nó ăn mình sao mà lâu nó chắc là do chị nhúng vô cái nước lựu của nó xong chị quên hết rồi đó. Trời ơi, nó ghê quá bạn. Rồi quái vật gì mình cũng không thấy bình thường mà quái vật nguyên cái đoàn tàu thì sợ đó. Đúng rồi, người ta là quái vật tùm lum. Quái vật gọi là gì ta, quái vật dơi, quái vật gấu, quái vật ma, quái vật gọi là robot, nói chung tất cả các loại quái vật cùng đây là nguyên cái chiếc xe bạn ơi, nó nguyên cái đoàn tàu mà ai không sợ, nó nuốt mình vô mình làm được gì nó. Chị sao á, trời ơi. Cái gì vậy trời ơi, tôi có làm gì đâu. Thôi nấp vô. Thấy là chị hay đi ra cục đỏ lắm á, cẩn thận. Chị thấy nó ghê quá. Rồi, các bạn thấy là cái con quái vật tàu nè, cái tàu lửa lộn. Tàu nhiều mắt. Ồ, công nhận nghe nó nhiều mắt lắm nha. Đúng rồi, vậy là mình trúng chỗ rất lâu, mình trốn chỗ nào nó nhìn chỗ đấy, ghê lắm. Thấy lắp camera nó mắt nó rồi bạn. Để xem qua trong này có ai. Rồi. Ôi, ông canh ngục quỷ ác ông quỷ. Ông canh đầu ác quỷ đó. Trời ơi. Rồi, ông chắc lấy cái lửa ông đốt như mặt chị. Ông đốt, đốt tóc gì đó. Trời ơi, ghê quá. Ôi. Trời ơi, dữ vậy. Chị bắt. Cái nhà tù này liên quan đến tàu hay không? Chị là chị đua xe nhiều không? Chị lạng lách đánh võng đồ hiểu không? Đó. Quá, ok. Racing girl mà nghĩ sao vậy? Làm sao đánh được tụi mình? Trời ơi, không có cửa luôn. Không có cửa mà cái tàu này bây giờ bước ra đây chơi solo liền. Trời ơi. Solo liền. Ok, đây, bây giờ mình sẽ gặt cái này lên. Mới đó là thấy chị là sắp thoát khỏi trong này rồi. Yeah. Trời, con quái vật tàu nó sai lầm khi để hai cha mình vượt nhà tù đó. Cho làm gì thì tụi mình không qua đâu, nhưng mà cho vượt ngục là xác định đúng rồi. Giờ bắt mà mình gọi là thi gì là không biết, nhưng mà thi vượt ngục là ok. Ui, trời ơi, bắt mình. Ui, ghê quá. Y chang là cái lớp da của con gọi là quái vật luôn bạn. Cái này là y xì lớp da nó xì xì vậy á. Quái vật nó bắt mình solo với nó thì chắc chắn mình thua, mà bây đúng giờ rồi. Nó cho mình vượt ngục nó sai đó, rồi. Sai rồi. Trời ơi, tôi là tôi vượt ngục là hơi bị giỏi á. Đúng rồi. Còn nó mới nói luôn, thôi mình cũng vẫn vậy đó nha, trời. Thôi mình cũng bình thường thôi, còn không giỏi lắm thôi. Không, chỉ có em giỏi thôi. Đúng rồi, chỉ có em giỏi thôi, trời ơi. Chỉ tôi tự khen bản thân cái lớp luôn, trời ơi, thiệt. Thôi mình chơi dở lắm, không hay đâu. Nói dở cái là bắt cua như sao sao lại thấy không. Nói dở cái là bắt cua như đúng rồi thấy chưa. Thôi mình bắt cua dở lắm mà. Thôi trời. Đây thấy chưa, bắt cua dở thì qua bắt cua hay là bắt đầu bị. Đúng rồi. Su cà na xí bụi á, đừng khen mình nha các bạn. Không được khen nha, khổ lắm. Trời ơi, chị Sam xinh gái quá. Bây giờ là, để nó cẩn chị nè, cần kiếm một cái thang. Cái thang đây nè, bắt thang lên hỏi ông trời nè. Trời ơi trời, qua trời ghê luôn. Rồi ok, chờ cái gì? Bây giờ bên này, lấy cái cầu thang. Tính ra cái nhà tù của nó cũng chỉ là màu đỏ, nó hơi kinh dị tới bạn nào sờ màu đỏ. Thì bạn nó thấy hơi kinh dị, cùng riêng hai chị em mình nha, rất sờ màu đỏ nha. Thứ nhất là sờ màu đỏ, vậy là mình sờ nó với hai là mình nhìn nó nhìn chói màu. Đúng quá rồi, đúng rồi, nó là mình biết là cay là màu đỏ. Em sợ cay nhưng mà em vẫn yêu cay. Trời ơi, thật là bộ mặt ghét cụ nào cho cháu cụ đấy, chắc vậy. Trời ơi, sao chị chơi gì kỳ vậy, trời ơi. Che đầu không? Chị thấy, chị nghĩ là không có em chắc là chị sẽ không thoát khỏi chỗ này mất. Che đầu đó. Chị muốn. Trời ơi, bà vượt ngục mà bà chơi che đầu đó trời. Vậy thì thốt đồ đó hiểu không? Trời ơi, mình muốn cho cái con yêu quái nó thấy là mình không phải dằn dừa đâu. Không phải dằn dừa đâu. Lúc mình vượt ngục với chị gái mình phải ngăn cản chị gái mình lại, không chị gái mình thì dằn dừa lắm. Thì quá trời luôn. Không, vậy là chị không nên chị không biết thiệt. Chị không nên thi dần nữa. Em có ngày hôm qua đi đó. Rồi đó. Trời ơi, giật ngục có 5 phút rồi. Mình múa dữ quá lên 20 phút rồi. Trời ơi, nhà tù nó đâu có nhiều đâu mà. Ê, tính ra nhà tù không khó, chị làm cho nó khó hiểu không? Đúng rồi, nhà tù nó không khó luôn. Không hề khó nha. Trời ơi, quá trời. Quá trời ở đất luôn rồi. Đó, đây,
gì không múa nè, cấm múa nhúng, đó. Đó. Nhảy bình thường thôi, đừng nhảy tóp tóp. Rồi giờ em bật nhạc cho nên là chị nhảy cái là thua tiếp nè. Nè quá của anh nè 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 nè. Rồi bây giờ là em bắt cái con kiến này nó hơi sai nha, thấy là nó phải bật cái lửa hiểu không? Nghe này nó không có cho gì màu đỏ hết. Trời ơi, vậy là nó sao ta? Lời say. Lời say. Trời ơi, yêu quái mà cũng lời như con người ha. Hay thật sự. Trời đất ơi, lời quá trời ơi đất luôn má. Trời ơi, say. Tô đúng cái vị dần xong tới đây là không tô nữa. Hết mực thấy gì? Đúng rồi. Đây thì sao? Ủa còn cái dưới kia đúng không? Đây, còn dưới này chị nhớ mà. Đây. Rồi. Dân mà lời vợ. Đừng nói, đừng khen. Khen cái tự nhiên đang. Ủa giống khen luôn mà. Mình chơi gà đó bạn. Mình chơi gà đó. Thôi tôi chơi nói chơi gà khen cái nó kèo xuống. Đúng rồi, mà khen cái là nó kèo liền sợ lắm. Đó, chơi gà. Đó. Thế nó gà cái là đi mực rơ à. Em nghĩ là tí gặp có vật đó sao tôi bắn gà đó mà. Em nghĩ là chùm cuối lát là con quỷ quái vật robot á. Ừ, sợ á. Trời ơi, cái nuốt vô con. Chưa nó mà boss là cái con đó nữa nó nuốt gì lại nó chắc gì chết quá. Nuốt vô rồi đó, nó nhả ra, nuốt vô nhả ra vậy đó. Rồi gì đây? Tự nhảy không được nữa, để mình nhảy lúc nào em mình khó là mình giờ em mình thôi. Đó, hay không? Tính ra là đây rồi bay nè. Bay nè, bay nè. Bay chơi nè nhỉ. Dù nhà tù quái vật nhưng mà rất là băng giá nha, vô là phù mới lạnh cho lạnh chơi đó. Đó, hiểu không? Là nó thấy mình nóng nhiều quá nó cho bực mình lạnh. Đó. Đó, rồi, đấy. Đây, thấy chưa? Không rớt một cái nào tại đâu có dám khen đâu. Rồi ok. Em mà đòi đem nói là chỗ gì sao vậy hay quá là chị rớt liền. Đây. Yay! Wow. Quá dễ. Trời ơi. Đường. Không sao được, đơn giản em nói được. Rồi, đừng em khen nói. Nha, đừng khen nha. Đây nha. Là cái nhà tù này đó. Gì đây? Ai đây? Ồ. Trời ơi, cùng quánh rắm. Người ta quánh giá đồ không thì quánh rắm ấy phải không? Trời ơi, ông đầu bếp xấu xa. Tôi quánh giá ông nha. Ông quánh rắm nhưng mà tôi không quánh giá ông nha. Mà là ông mà là đầu bếp xấu tính. Đúng rồi, đầu bếp xấu tính. Trời ơi, không hiểu sao hèn chi nấu ăn không ai đi ăn luôn. Trời ơi, ông quánh rắm vậy em nghĩ cho ai mà. Trời ơi, đây, tôi lấy bãi chúng ta. Bắn ông. Đây, băng băng băng. Đó. Lưu lại, chạy chạy. Chạy liền, chạy liền. Chị bo. Rồi, băng băng lên. Băng băng băng. Đun vô mỏ đó, ăn nè. Ôi chạy tiếp. Trời ơi, mà lấy cái đó động tán mặt mình làm đi luôn đó. Bắn. Ê, bắn luôn hết đạn. Rắc đạn nè. Chụp. Đó. Trời ơi, ok. Lách. Tiếp tục. Ủa sao không bắn được? Đó, bắn cái này đi. Không được. Cái gì kì vậy? Oh my god. Ê. Trời ơi, cái tên này nó quá trời đất rồi. Ờ, vậy chị phải lấy súng lại đó. Chị ăn miếng đó. Ủa chị hamburger lấy ra vậy? Mày chị cái ship. Rồi đây, đun. Chạy. Ông nhảy bằng mình được, Đó, ý vô mắc kẹt kìa, ông mắc kẹt kìa. Đó, chưa ông khờ chưa? Khờ gì bắn được không? Đó. Rồi, bắn cái mặt ông. Rồi. Chạy. Thế bà ơi, rồi cái trò này là cứ vừa bắn vừa chạy thôi. Có nào là ngăn cũng lại luôn ta? Chị cũng biết. Trời ơi. Đây. Bắn vô mỏ không? Đó. Cứ nhấp nhại vậy hả? Đúng rồi, cứ nhấp nhại vậy đó các bạn ơi. Rồi. Ông sắp đi rồi. Rồi, sắp đi rồi. Bây giờ mình sẽ gặp chùm cuối nha, để xem cái chùm cuối như là đây, chuột xuống đây là chùm cuối rồi, chuột xuống. Trời ơi, lăn mà nhức đầu trời luôn. Trời ơi, nhức cái đầu quá. Cái này mà có ngoài đời xác định là cái đầu mình bay đó. Cái nào mà nó bay hai phía luôn các bạn. Rồi, bây giờ ta còn đến chùm cuối nè. Màu đỏ đâu? Màu đỏ đâu? Lười quá nè. Màu đỏ ở đâu? Tôi cần đánh với con boss màu đỏ. Cái con này nó còn bị khờ nữa chứ. Trời ơi trời, sao cái tên yêu quái này nó là bất công, nó xây nhà tù, nó sơn màu đỏ, nó sơn skin màu đỏ, nó sơn nguyên cái nhà tù màu đỏ để bắn kìa. Xong nó cho một con boss, trời ơi nó thông minh quá trời đất luôn. Rồi con này quên gánh não vô hay gì đó. Rồi chừng nào giết được địch để mình đứng coi. Ừ, nó bắn ngoài. Con này bị đần rồi. Đúng rồi, có kìa. Trời, chắc tôi có khi ai cho mình đi ăn sáng chưa chị? Rồi trời ơi, tôi bắn
đây hết đạn rồi xin. Sao coi viên chủ bắn ra cái hết đạn rồi nè. Trời ơi, từ từ mình ra mình thử mình coi, để coi nó bắn mình để cho nó để mình reset lại sống như tại vì nó lỗi mà. Nó không. Làm vào chính xác thử coi. Ý đơn giả bạn ơi. Trời ơi. Trời đất ơi. Vậy chuyện lạ hiếm thấy bạn ơi, yêu quái không bắn được mình này bác. Mình đỡ đạn đây bạn. Bắn thì bắn đi. Đơn giả đó hả? Trời đất. Từ con này có leo được không vậy? Trời ơi mình đây ảo ảnh nữa. Bạn nhìn nó bắn rồi. Trời ơi, cái này là không phải robot, đây là ảo ảnh nữa. Trời nó nghèo tới mức. Nó nghèo tới mức mà nó dùng mô hình yêu quái nó chơi với mình luôn mà. Xảo gì đây? Ma dù quá. Trời ơi, giờ chị làm gì chị chứ ngồi ăn được cái bánh thì chị không bắn được cái gì xem vậy nè. Trời ơi. Thôi ok bạn ơi, thôi coi như là mình mình đứng đây mình chào tạm biệt các bạn này. Lúc cái con yêu quái nó hài cốt coi bạn, người ta cũng hài đó nhưng mà hài cốt nha bạn. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ là mình đã thoát khỏi cái gọi là con yêu quái gọi là tàu điện ấy bạn ơi. Đó, nhìn hình dạng rất là siêu kinh dị luôn. Yeah. Nhưng mà hóa ra nó cũng đáng sợ như mình nghĩ bạn ơi. Hình mô hình đó nó là. Đúng rồi. Đó, nhìn bên ngoài thì đẹp chứ bên trong thì yếu xìu các bạn. Đó nên là nhiều lúc á cái thứ gì nhìn nó đáng sợ chưa chắc là đáng sợ đâu. Đó, ok. Ok các bạn, thấy cái nhà tù mà cái con yêu quái và cái tàu này nhiều mắt này như thế nào, có kinh dị không, được quên comment phía sau biết nha. À, trước khi kết thúc video này thì các bạn đừng quên giúp video của xem sao được 5 người nha. Các bạn có 3 đi làm gì đó. 3, 2, 1 xin mọi người rất vui và đừng quên subscribe cho sao được 3 triệu sub nha. Nhớ nha, 3 triệu sub sắp tới rồi. Ok, còn bây giờ thì mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại, bye bye. Bye.